Mách bạn cách uống nước chanh giúp đánh bay vùng mỡ quanh bụng vô cùng hiệu quả. Các bạn thân mến, ngoài những người thừa cân, tình trạng mỡ bụng vẫn xuất hiện ở nhóm người gầy. Điều này bắt nguồn từ công việc bắt buộc phải ngồi nhiều, áp lực xã hội hay là thói quen không lành mạnh. Theo đó thì để loại bỏ các lớp chất béo cứng đầu này, chanh là nguyên liệu quen thuộc khi mà nhắc đến việc giảm cân, giảm mỡ bụng. Hơn nữa nó còn mang đến hiệu quả tuyệt vời, đồng thời sẽ áp dụng một cách dễ dàng và rất rẻ tiền. Để lấy lại vòng eo săn chắc, không phải chỉ dựa vào tập luyện mà bạn cần bổ sung các thực phẩm chứa lượng calo thấp, đồng thời có tác dụng đốt cháy chất béo, thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Đây là một trong những cách tốt và dễ dàng để giảm mỡ bụng và giảm cân. Trong đó thì uống nước chanh vào buổi sáng mang đến hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Chanh có màu rất tươi, vị rất chua, hương thơm, vỏ mỏng, mọng nước. Chanh chứa vitamin C, B1, B2, đường, canxi, sắt và một số axit hữu cơ trong các bú chanh, và trên vỏ chanh còn chứa tinh dầu, rất dễ chịu. Các thành phần của chanh giúp cho quá trình phân giải thức ăn, tăng khả năng của dạ dày và giúp hấp thụ thức ăn tốt hơn. Ngoài việc là nguồn cung cấp vitamin C tốt cho quá trình giảm mỡ thừa, chanh còn giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, cải thiện hoạt động của gan. Để giảm mỡ bụng hoặc giảm cân, đều bắt buộc là hệ tiêu hóa và gan phải khỏe mạnh. Vì tiêu hóa kém sẽ làm chậm tốc độ trao đổi chất bằng cách ngăn chặn cơ thể lấy chất dinh dưỡng để đốt cháy chất béo. Hơn nữa, chanh là loại trái cây họ cam quýt nhiều chất xơ, không có chất béo, ít natri và cholesterol, giúp giảm trọng lượng cơ thể nhanh chóng. Chanh cũng chứa acid citric, giúp kiểm soát đường trong máu và ngăn chặn sự giảm lượng đường trong máu đột ngột, dẫn đến tình trạng không muốn ăn. Và dưới đây sẽ là cách uống nước chanh làm giảm mỡ bụng. Vào buổi sáng khi mà dạ dày còn trống rỗng, bạn có thể thải đầu gan bằng cách uống nước cốt chanh ấm. Có thể thêm mật ong hoặc gừng để có kết quả tốt hơn. Điều này giảm căng thẳng cho gan, giúp đạt được mục tiêu chính đó là giảm cân. Hơn nữa thì nước ấm cũng thực sự tốt cho việc giảm cân vì nó giúp tiêu hóa thức ăn, xây dựng hệ thống miễn dịch, cân bằng độ pH và thải chất độc ra khỏi gan. Khi nước cốt chanh và nước ấm được tiêu thụ trong dạ dày trống rỗng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, đồng thời cung cấp chất xơ pectin, kiểm soát cơn thèm ăn, dẫn đến tiêu thụ thức ăn ít hơn, giảm kích thước dạ dày, do đó giảm mỡ bụng hữu hiệu. Mặc dù hàm lượng cao axit trong chanh có thể khiến cho dạ dày bạn bị thương tổn, thế nhưng nếu bạn pha loãng và thay thế cho uống nước lọc thì bạn sẽ thích thú với hiệu quả uống nước chanh giảm cân. Nước chanh pha loãng thì có vị chua nhẹ, bổ sung nước cho cơ thể, đặc biệt là hàm lượng vitamin C dồi dào sẽ giúp nuôi dưỡng làn da, kích thích tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất. Bổ sung chanh tươi và nước ấm vào buổi sáng theo những hướng dẫn trên, mỡ bụng sẽ bị đốt cháy hoàn toàn, giúp vòng eo thon gọn.